tường thuật trực tiếp những thông tin nóng hổi nhất về bộ môn eSports SEA Games từ ngày 5 tháng 12 cho đến ngày 12 tháng 12 tại khung giờ 8 giờ tối hàng ngày. Vâng, chính xác là 8 giờ tối hàng ngày trên fanpage của Game TV. Và có thể các bạn, nếu các bạn đã xem số đầu tiên rồi thì hôm qua Mây chúng ta mặc một cái bộ đồ nó là bình thường, nhưng mà hôm qua là sau khi nhận được cát xê của chương trình, em ngay lập tức di chuyển ra trung tâm mua sắm của Philippines để sắm cho mình một bộ trắng từ đầu đến cuối, mướt. Bây giờ chúng ta đến với Mây Mây đi. Mây Mây à, anh nhớ hôm qua em có bảo là mèo Maika đánh toàn thắng, thế nên là em đấy anh ý đẹp trai, thế hôm nay em đấy anh ý đỡ đẹp trai chưa? Là một người không có chuyên môn cho lắm anh ạ, thì em vẫn thấy anh mèo Maika cực kỳ đẹp trai. Em nghĩ là hôm nay vẫn mặc dù kết quả không được như mong muốn cho lắm, nhưng mà em nghĩ chắc là do chỉ thiếu một chút may mắn thôi, nhưng mà anh, đối với em và đối với trong lòng những fan hâm mộ của anh mèo Maika thì em vẫn thấy anh vô địch. Mèo Maika là number one. Ôi trời ơi. Vâng, đúng là fan cứng á anh. Tôi nghĩ anh mèo Maika sau khi đi Philippines về là phải trao ngay cái huy hiệu fan cứng cho Mây. Anh nghĩ giờ Mây ạ, thì chúng ta đoàn chúng ta vẫn còn nhiều bộ môn, thì anh nghĩ là cái sự thất bại này của thất bại là mẹ thành công anh. Ừ đúng rồi, anh cũng thấy đấy là một cái option nó khá là hay, một cái lời nhận xét của em khá là hay về mèo Maika. Tuy nhiên là anh muốn là em cũng là một fan chân chính rồi, thì anh nghĩ là em cái sự thất bại này của mèo Maika ấy chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh mèo Maika trong giải đấu này và trong những các cái giải đấu sau đấy. Dù anh vẫn là những cái ứng cử viên sáng giá của nền StarCraft Việt Nam, thì em có lời gì nhắn gửi đến anh mèo Maika hay không? Anh ơi đừng thất vọng, bởi vì thất bại sẽ là mẹ của thành công. Em cũng như là các fan chân chính của anh sẽ mãi luôn bên anh. Và thả tim luôn cơ. Ồ, chúng ta đã thấy là game Hearthstone ấy, nó là một game thẻ bài, nó có yếu tố may mắn. Thì liệu cái yếu tố may mắn chúng ta có phải là chúng ta có thiếu quá nhiều may mắn hay không, hay là do kỹ năng, hay là do gọi là không gặp thời đấy? Thì anh nghĩ sao về cái nhận định này của tôi? Có lẽ là cái ngôn từ gọi là trò chơi nhân phẩm ở gần đây chúng ta có thể biết là mình cũng nhận thấy là bản thân mình cũng có chơi và trải nghiệm Hearthstone, thì nó cũng có các cái chiến thuật, rất là nhiều chiến thuật đa dạng, và có những cái chiến thuật này counter với chiến thuật kia. Có lẽ chính vì như thế đâm ra là Hearthstone cũng là một trong những bộ môn được lựa chọn trong cái kỳ SEA Games 30 lần này. Vâng, và các bạn cứ, nếu các bạn muốn đặt câu hỏi cũng như là để cho những cái khách mời của chúng ta có thể trả lời cũng như giải đáp những thắc mắc của các bạn về SEA Games 30 thì hãy cứ để lại comment, và đừng quên like, share để ủng hộ cho nhật ký eSports SEA Games 30. Và chúng tôi đang từ trực tiếp tại Philippines, Manila. Anh nghĩ là với cái ngày mai ấy, là 496 đội tuyển đại diện Việt Nam của chúng ta, thì tại bảng A của 496 thì anh nghĩ là đối thủ lớn nhất của 496 sẽ là đội tuyển nào? Nhìn qua một chút về cái bảng đấu của 496 sẽ gặp ngày mai, thì mình nghĩ rằng là đối thủ lớn nhất mà 496 thì phải chừng là lại chính là kỳ phục địch thủ ở trong cái khu vực khu vực Đông Nam Á này, trong rất nhiều bộ môn, đấy chính là Thái Lan. À Thái Lan. Vâng. Lại tiếp tục là Thái Lan. Hôm qua chúng ta đã có một màn hạ gục Thái Lan rồi, không biết là hôm nay, ngày mai thì chúng ta liệu có thể vượt qua được cái bảng này không? Vâng. Khi mà Dota 2 đã update lên phiên bản mới thì cái tỷ lệ thắng của 496 thì liệu họ có giảm sút hay không, hay là đây sẽ là một cái thế trận gọi là đua xem ai có khả năng thích nghi tốt hơn? Mình cho rằng đây là một cơ hội dành cho 496, bởi vì mọi người đã biết rồi, ai cũng nói là cái bản update vừa rồi nó biến game của chúng ta thành Dota 4, thì việc có một cái trò chơi rất là mới như này thì hoàn toàn có thể người Việt của chúng ta có khả năng thích nghi rất là tốt đấy. Nên mình tin rằng là đội tuyển 496 có thể nắm bắt được cái cơ hội này để có thể tạo ra những cái tình thế khác biệt ở trong cái bảng đấu ngày mai. Có khi lại sẽ lại dễ được huy chương vàng đúng không? Gọi là đột biến. Mình phải có một cái mong muốn. Một hiện tượng. Đúng không? Một cái hiện tượng chẳng hạn. Mình mong muốn phải có ước mơ chứ. Ai đánh đuổi ước mơ bao giờ? Em nghĩ là không ảnh hưởng đâu. Bởi vì mỗi người một game mà. Đúng rồi. Sao mà ảnh hưởng đến nhau được đúng không? Sự thất bại của người này thì cũng không thể nào ảnh hưởng lên đến... Có khi lại là kiểu chúng ta lại học được từ nhau, đúng học rồi, được từ học thất được, bại nhau. Rồi. À ông kia thất bại, ông ơi. Tâm lý mình lại phải vững vàng. Đêm nay vào phòng tôi một tí đúng không? Chúng ta trao đổi xem tại sao ông thất bại đúng không? Nên là em nghĩ là chắc là em tự tin rằng là ngày mai MojaZD ra quân vào ngày đầu tiên thì chắc chắn là sẽ mang được những cái vinh quang về cho Việt Nam. Chúng ta sẽ có những cái thành tích tốt đúng không, để bước vào vòng chung kết đúng không? Em có biết về MojaZD nhiều không nhỉ? Em có đặt kỳ vọng cho MojaZD trong giải thi đấu này, lần này là huy chương gì? Vàng anh. Ồ vẫn là vàng. Ồ, vàng. Đúng rồi. Mình phải có một cái gì đấy gọi là tự hào dân tộc đúng không? Niềm tự hào dân tộc. TV mèo Maika đó là một cái huy chương đồng rồi.
thì chúng ta vẫn còn những cái thể loại khác, vẫn còn những hạng mục khác như là Tekken 7, như là Mobile Legends Bang Bang, như là Liên Quân, như là Dota 2. Thế anh Lê An, anh có nghĩ là chúng ta có thể được thêm được bao nhiêu tấm huy chương nữa? Trước hết thì mình sẽ rất là kỳ vọng hai cái bộ môn thi đấu ở trên cái nền tảng điện thoại, bởi vì thể thao điện tử ở trên điện thoại bây giờ đang là một cái thế mạnh khá là lớn của Việt Nam, nên là việc chắc chắn rồi, như Liên Quân Mobile là chúng ta đang gọi là kẻ hủy diệt rồi. Thế nên là việc có được hai cái huy chương vàng trong hai bộ môn này hoàn toàn là một cái ước mơ rất là khả thi của chúng ta. Tôi nhớ không nhầm là hôm qua có anh Thuốc Lào, anh ấy đánh cũng kinh đúng không, trong cộng đồng anh Thuốc Lào mà đi đánh SEA Games thì có khi lại cuộc sống lại hủy diệt ở đấy. Nhưng mà hôm qua anh ấy có nói là Star 2 anh ấy không tự tin bằng mèo Mica, có khả năng cao là các bác ở trên. Vâng, các bác ở trên nó sẽ lựa chọn eSports là bộ môn SEA Games. May mắn hơn nữa thì chúng ta sẽ lại có một bộ môn lại quay về hạng mục StarCraft 2 đúng không? Vâng, và thời tiết ở Philippines có vẻ đang không được tốt cho lắm, mưa bên ngoài đang rất to. Vâng, tôi ở trong này trường quay mà tôi còn nghe thấy mưa to, gió lớn này, bão này. Không biết thì mai Việt Nam có làm những cơn bão lớn hay không. Vâng, và thậm chí là Mây Mây ở đây. Vâng, một cô gái rất xinh xắn các bạn đang có thể xem thì cũng là một trong những streamer Liên Quân Mobile và cũng là một trong những KOL mà được GTV hỗ trợ cũng như là để phát triển. Vâng, tình hình là bên Philippines trường quay là bắt đầu đến giờ đóng cửa rồi. Bão quá bắt đầu đóng cửa rồi. Thế nên là tôi xin phép là hẹn gặp lại các bạn vào 19h30 ngày mai 7h30 tại trường quay tại fanpage Game TV. Các bạn có thể cùng cập nhật, cùng đi theo Game TV để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất tại fanpage Game TV cũng như tại trang tin Game TV. Đừng quên like, share, stream để ủng hộ chúng tôi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số ngày mai.